Và Thi sẽ trích ra 30 triệu từ thiện cho những mấy em Việt Nam ở tại Biển Hồ, là ở bên Campuchia, là ở bên Tuần Lễ Sáp đó. Thì Thi sẽ cho tiền trực tiếp. Nhưng mà Thi tự phát tự cho luôn nha. Thi đổi tiền Campuchia hoặc là 10.000 ria hoặc là 20.000 ria tại nơi đó. Thì Thi sẽ trích ra 30 triệu là cỡ 1.500 đô á. Thì Thi sẽ đi vô những cái nơi, tại vì ở bên bển là có nhiều người Việt Nam lắm, nhưng mà người ta sinh sống ở bển mà cũng có con có cái đó. Tại vì Biển Hồ là cái nơi của mẹ Thi ngày xưa là ở trong đó đó. Nhưng mà đời chiến tranh á, là mẹ Thi với lại ông ngoại Thi là ở trong đó. Nhưng mà sau này cái nghỉ ở bên Biển Hồ rồi mới đi làm sinh sống ở tại Phnom Penh, ở thành phố Phnom Penh. Cái mới quay về Kampong Cham và sanh đẻ Thi ở tại Kampong Cham. Nhưng mà Thi cũng quay những cái nơi mà Thi đi học và Thi đi chợ, Thi đi mua bánh bán bánh này nọ đó, làm cá bán mắm này nọ. Nói chung ra là thì nó cũng có nhiều lịch sử ở tại Kampong Cham. Và những cái nơi mà Thi đi làm casino, làm việc ngay cửa khẩu này nọ, và Thi được ở tới tận hiện tại là đất nước Việt Nam á, thì cũng quay cho mọi người xem luôn. Hello, xin chào tất cả anh chị em thân thương và thân mến của trên kênh Thi Vlog hôm nay ạ. Bữa nay rất là vui, và bữa nay là ngày đầu tuần cho nên là buổi trưa cũng hơi vắng. Giờ này chỉ mới có 2:30 thôi. Thì Thi rất là vui, bữa nay Thi có thời gian để Thi ngồi kể chuyện cho tất cả anh chị em nghe nha. Thì Thi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi chuyến đi du lịch của Thi, và cũng rất là vui. Bây giờ là nhiều người náo nhiệt, được đi tung tăng ở các mọi nước, mọi nơi. Thì Thi cũng rất là vui mừng và được chuẩn bị là Thi đang hỏi thăm ở trên cửa khẩu trên nhà Thi trên xe mắt á. Thì Thi sẽ đi Campuchia ở nơi Thi sinh sống, và Thi sẽ quay cho mọi người hai ngày, hai tuần sau. Nhưng mà nhà Thi vẫn bán nha mọi người nha, bán trà tắc bò viên. Thi đi một ngày quay và một ngày về. Thì Thi tranh thủ đi hai ngày thôi, tại vì Thi không bỏ nhiều được, tại vì bỏ nhiều tốn tiền nhiều lắm. Thì Thi cũng gắng cố gắng để Thi đi để có clip mới cho mọi người xem nha. Và sau đây nữa thì Chủ nhật bán rất là đông. Thì Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ. Thì có người thương, người thích, người không thích. Thì Thi cũng rất là cảm ơn mọi người. Dù có thương Thi thì cũng cảm ơn, và có thương ghét Thi cũng cảm ơn. Thì có thương có ghét thì mới có sự phát triển tới ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ đây thì Thi cũng rảnh rỗi, bữa nay Thi cũng đi sắm được một bộ đồ mặc để cho mọi người thấy đẹp hơn, lên clip mới. Bộ đồ này Thi mặc theo phong cách là Campuchia nha mọi người nha, nhẹ nhàng và lịch lãm. Tại vì lâu lâu mình cũng đổi phong cách để có phim hay hơn, tập phim. Tại vì tập phim của Thi chiếu hoài chiếu không hết, mà quay hoài quay cũng không hết chuyện đó. Mỗi ngày có mỗi câu chuyện đó, nhưng mà nhiều khi Thi rảnh rỗi thì có câu chuyện hay hơn. Thì bữa nay Thi cũng xin quảng cáo cho tất cả anh chị em, mọi ngày mà mọi người đến quán nhà Thi ăn đó, thì mọi người nhớ không cần tìm kiếm menu đâu hết. Đây, menu trên bàn Ti Thi. Menu trên bàn Ti Thi. Chấn động luôn. Tất cả anh chị em muốn ăn gỏi món gì đó thì mọi người có thể nhìn trên cái bàn, và nó sẽ có menu, hoặc là trên vách tường bên đây và bên kia. Và thì sau đây Thi cũng rất là vui, và chuyến đi du lịch này Thi sẽ chuẩn bị sẵn sàng là nhiều nơi lắm mọi người. Đất nước đầu tiên là một là Campuchia, đất nước thứ hai là Hàn Quốc, đất nước thứ ba là Pháp, Thụy Sĩ và Ý. Và Thi chia sẻ hết những cái đất nước mà Thi chuẩn bị đi nha. Và kế tiếp nữa là Thái Lan, Lào hoặc là Myanmar. Tại vì Myanmar, Thái Lan, Lào là Thi đi rồi hết rồi, nhưng mà hành trình của Thi đã từng đi rồi á, Thi sẽ quay những cái nơi mà Thi từng đi nha. Thái Lan thì Thi sẽ đăng ký đi á, là Thi đi trực tiếp nha. Thi quay hướng dẫn từ ở Việt Nam qua tới Thái Lan, và Thi sẽ hướng dẫn những cái nơi mua sắm đồ giá sỉ, và những cái nơi mà mọi người sẽ cần ngủ khách sạn này nọ và đổi tiền này nọ đó. Nói chung là hướng dẫn mọi người hết tất tần tật. Và kế tiếp là Thái Lan, Thi sẽ đăng ký đi là Bangkok và Pattaya với lại Chiang Mai nha mọi người nha. Thi sẽ đi ba nơi để quay cho mọi người có nhiều clip hơn nữa. Tại vì là một cái thành phố là quay chắc cỡ 3 clip gì á mới hết. Rất là nhiều nơi và chỗ chơi và chùa nhiều, cho nên là Thi nghĩ là Thi đi chơi rất là quay cho mọi người xem. Siem Reap thì Thi đang chuẩn bị là nếu mà đi được nhiều ngày á, tại vì bình thường Thi đi những cái nơi Thi sanh đẻ là chỉ có 2 ngày thôi. Còn nếu mà Thi đi cỡ nhiều ngày thì Thi là sẽ đi vào Sihanoukville với lại Siem Reap. Siem Reap là quay đền Angkor Wat cho tất cả anh chị em về lịch sử ở nơi đó. Và Thi sẽ có nhiều bạn Campuchia, tại vì Thi là biết tiếng Campuchia rành, cho nên là Thi sẽ nói chuyện ở tại với người dân bản địa ở đó. Thì Thi cũng quay hướng dẫn cho mọi người xem những cái nơi ăn uống và những cái nơi đi chơi. Thì nói chung ra là
chủ yếu mỗi ngày là những cái gì đó vui và bắt mắt và lạ để cho mọi người xem thôi. Chứ thật ra là thi thì cũng nhiều kinh nghiệm lắm, kinh nghiệm về sinh sống thôi chứ không phải là kinh nghiệm về học tập. Cho nên là mình sống ở đâu thì mình hiểu đó. Thì cho nên là Thi sống được 4 nơi, 4 nước rồi, Thái, Lào, Campuchia và Việt Nam. Thì Thi nghĩ là mỗi cái nơi có mỗi cái cảnh sống khác nhau, và mỗi cái nơi có mỗi cái trường hợp cuộc sống và mưu sinh khác nhau. Thì cho nên là Thi nghĩ là Thi quay thì Thi nói trực tiếp thì nó sẽ hay hơn. Và bữa nay thì nói chung là rảnh rỗi, tại vì người ta đặt hàng trên app nhiều mọi người đây nè. Tên Shopee Food, tìm kiếm TT gọi đầy đủ, hoặc là app Grab, tìm kiếm TT gọi đầy đủ, ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Đây nha. Thì buổi trưa thì tất cả anh chị em ở nơi thành phố thì đặt hàng rất là nhiều. Về chân gà rút xương thì Thi mua một, Thi tặng cho một ly dầu tắc. Hoặc là đặt ở trên Grab cũng vậy luôn nha. Bây giờ là tặng một ly dầu tắc. Tại vì những cái mặt hàng mà Thi mua có khi nó giảm giá cho Thi, thì Thi tặng cho cái khác, nhưng mà nói chung ra là Thi không có giảm theo cái đó. Tại vì giảm theo thì ví dụ giảm có 5.000 mà chào tắt tới 15.000, thôi chẳng thà cho ly chào tắt luôn. Thì mong rằng tất cả anh chị em sẽ hiểu. Nói chung ra thì tất cả anh chị em yêu mến Thi thì có thể là góp ý Thi những cái gì đó. Ví dụ mà Thi bán gỏi mà Thi thấy chán quá thì Thi sẽ đổi qua những cái món khác. Thì Thi cũng có nhiều món để Thi bán. Một là chè, hai là tôm dăm, ba là trộn đồ sống, bốn là bún nước lèo Campuchia. Thì tất cả các món đó Thi cũng biết, nhưng mà Thi nghĩ rằng bán cái này kiểu như là người ta ăn chưa hết, thì cho nên mình phải duy trì, chừng nào mà mình thấy ế sụm nụ thì thôi, thì mình mới dẹp, mình mới đổi. Rồi nếu mà bán cái kiểu này mà thôi mỗi ngày là Thi bán hoài. Cho nên nhiều người nói Thi sao không đổi món mới. Thì nói chung ra gỏi thì mọi người nhìn rất là đơn giản, nhưng mà không phải riêng là bán gỏi mà Thi thành công đâu. Nhờ Thi duyên nữa, mà dễ thương nữa, mà phục vụ mọi người nhiệt tình nữa, mà múa hát nữa, rồi biết nhiều thứ nữa. Thì cho nên là cái sự chia sẻ của Thi nó lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều. Thi nghĩ như vậy. Thi thì nói chung ra là Thi không có giàu thiệt, nhưng mà Thi giàu về tình cảm, về làm việc, giàu về tình thương, mến thương, chứ không có giàu về vật chất. Nhưng mà vật chất thì mình kiếm được, tại vì bữa nay Thi kiếm được, ngày mai Thi kiếm được, ngày mốt Thi kiếm được, từ từ nó sẽ giàu. Còn bây giờ hiện tại là Thi nói chung là đủ sống, đủ dẫn trai đi chơi vui vẻ là được. Đó, chấn động. Thì Thi cũng đang uống một ly cà phê để đỡ buồn ngủ với một ly trà. Thì trước khi uống một ly cà phê thì Thi cũng hát một bản nhạc tặng cho quý vị. Tại vì cà phê này Thi ở lúc bên Campuchia là những người Campuchia Lai Hoa, người ta hay uống cà phê ăn với cháo quẩy với lại bánh tiêu để chấm ăn. Nhưng mà Thi về đây thì nãy giờ Thi làm biếng đi mua cháo quẩy để Thi ăn cho nó biết một cái lịch sử của Thi. Tại vì biết sao mỗi buổi sáng ba Thi chở đi chợ và hoặc là đi quán cà phê của người Hoa bên Campuchia. Tại vì thành phố Campuchia là không phải dân Campuchia hết, Lai Hoa với Lai Việt là nhiều. Thì cho nên là ở nơi Campuchia là trung tâm là nhiều nhất là Lai Hoa 70%. Bán cà phê ăn với cháo quẩy, rất là nhiều bánh cháo quẩy á. Thì sau đây Thi muốn kể lịch sử này là cho mọi người nghe, là Thi sẽ hát một khúc nha. Hát đúng hay sai thì mọi người cũng vui vẻ. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với Thi được không? Trời vơi qua ngày đêm, cho tháng năm âm thầm lạc lòng. Tuy ở Campuchia với ở Lào á là nó có cà phê thiệt, nhưng mà cà phê Việt Nam nhập qua thì nhiều nhất. Thì ở bên Lào này 3 năm thì biết, thì ở Pak Se, Atapu, Saigon, Pak Son. Thì 4 cái nơi đó là những cái nơi gần gần nhất. Ở cái nơi Pak Son, Atapu đều có người Việt Nam sống hết. Thì ở bên bển là người đầu tư là người Việt Nam. Khi mà mua bán những tất cả các mặt hàng chuyển từ đất nước Việt Nam qua đường Gia Lai, Kon Tum, chở qua đi bằng xe máy qua bán rất là nhiều. Tại vì Thi ở đó Thi biết, giống như chở cá nè, cá nục nè, cá bóng, cá này cá nọ đó, nói chung là cá muối này nọ đó. Hoặc xà bông tắm, xà bông giặt đồ thì chở đường Gia Lai, Kon Tum không à, Thi biết. Tại vì ở đó Thi ở ngay chỗ là Atapu, là ngay chỗ xưởng cưa Atapu luôn. Nhưng mà Thi nói bữa nào để Thi đi qua Atapu Thi quay một cái cảnh lịch sử. Tại vì lúc đó Thi ngồi Thi bán bánh á, Thi bắt cái bàn như vậy nè, Thi sáng ra Thi nhúm lửa. Rồi Thi chiên bánh, bắp bánh này nọ bên Lào, Thi bán ở chợ Atapu. Những ai mà ở bên Atapu á đều biết Thi. Tại vì mấy bữa trước Thi có quay clip á, là những người ở bên Atapu gì Ba Lon này nọ đó thấy Thi quá trời luôn, nhắn tin qua cho Thi. Mười mấy năm rồi đó người ta còn biết Thi nữa, tại vì Thi kể ra. Ở bên Campuchia thì nói chung ra thì mẹ Thi bán chè, bán cháo, bán bánh canh, bán vịt lộn, với lại bán da ua sữa chua. Nhưng mà nói chung ra cái đời khổ cực á, dòng cái thứ mà nghèo mắc eo lắm mọi người. Nghèo làm gì nó cũng không lên hết trơn, làm gì nó cũng xui hết trơn. Còn Thi mà giàu rồi nha, cái bắt đầu cái mình làm gì nó cũng vô, làm gì nó cũng vô, giống như giàu cho giàu thêm. Còn thứ nghèo bán hoài, bán gì cũng ế mà bán cái gì nó cũng không được. Cho nên
Cho nên khi trải qua cái nghèo cho đến năm 29 tuổi thì có thời đúng 4 năm nay đó, cho nên thi làm hoài thi làm gì cũng được hết. Cho nên thi mới gắng cố gắng thi làm chứ đừng có cho xuống thời, thì sợ cái nghèo lắm. Nghèo á làm gì nó cũng không được, mà nghèo dòng cái thứ nghèo làm gì nó cũng xui hết trơn á, thiệt. Có chiếc xe chạy nó cũng bị bể, bị xe đụng, bị xe cát nó thiệt. Cái ngày mà thi lên thành phố ở là bị xe cát nát xe thì mới lên thành phố, hết vốn. Hết vốn nghỉ bán chè luôn. Đang chạy cái xe chè mà dòng cái thứ xui thiệt. Đang nghèo đi mượn tiền tá bên Lào 300 đô mượn chú Dân á, chú Dân đang xem thi bữa nè, bữa có cháu chú Dân là đây ăn nè. Là đây chơi nè. Thi hay kể á, cho nên những người bên Lào biết thi hết trơn luôn, qua đây ăn gỏi quá trời luôn. Những người bên Lào mười mấy năm rồi người ta vẫn biết thi. Tại vì thi kể người ta mới biết, tại đó thi đâu có mặt đầm mặt quấy đâu. Thế sau này thi làm gái thì mới mặc thôi, chứ hồi đó là thi bình thường à. Ừ. Hồi đó chưa biết mê trai nhiều đâu. Thích trai chứ chưa có cảm giác, tại vì sợ hồi hộp, mình không biết sao nữa, tự nhiên mình sợ sợ hồi hộp thôi. Còn bây giờ hả, tấn công trai trước rồi đó, chứ không có đợi tới trai mà tấn công mình. Thật ra lúc đó thi bên Lào là mới có 15 tuổi à. Còn bên Thái lúc 12 tuổi. 12 cho đến 15, 15 qua Lào cho đến 17. Tại sao mà thi hay nói tiếng Lào tiếng Thái? Tại vì tiếng Thái là với tiếng Lào là giống như nhau 70%. Giống như ăn cơm là kinh khầu, uống nước thì kinh nám, là giống nhau phải không? Ạp nám là đi tắm. Đó thì tiếng Lào nó cũng nói giống y chang vậy. Nhưng mà giống như những cái tiếng khác, giống như là thăm ao ray, là thăm ao ray là giống như làm cái gì đó. Còn tiếng Lào nha, hết y nhẫn, hết y nhẫn là giống như là làm cái gì, hết y nhẫn đó. Nói chung ra mỗi cái tiếng mỗi khác nhau, nhưng mà giống như có cái nó giống nhau. Giống như đi tắm, đi chơi. Đi chơi là bay lìn phải không, bay lìn. Còn tiếng Thái là bay thiều, nó cũng bay giống nhau luôn. Bay tái lạt giống nhau, đi chợ y chang nhau đó. Phi rắc non là anh thương em đó. Còn tiếng Lào thì nói ai hắc non là anh thương em đó. Phi rắc non chiên chiên nắc ha là anh thương em nhiều nhiều đó. Còn ai hắc non chiên chiên là anh của ai hắc non lái lái. Lái lái là nhiều nhiều. Khập chay đơ là tiếng Tàu nha, là cảm ơn. Còn tiếng Thái là khập khôn nắc ha. Tiếng Campuchia là cha o côn. Nói chung ra là ba thứ tiếng, là mỗi cái tiếng vui giống như nhau. Mỗi tiếng là có mỗi cái khác nhau, nhưng mà khi đánh lưỡi á, mà nói mà cho đúng chữ luôn á nha, thì tiếng Campuchia khó nói nhất. Tuy thì biết tiếng Campuchia rành thiệt, nhưng mà nói cho đúng chuẩn luôn, đừng có cho người ta biết mình Việt Nam á, thì mình sẽ nói đánh lưỡi cực kỳ cao. Tại tiếng Campuchia nó nặng lắm. Còn tiếng Thái nó nhẹ, nó điệu. Tiếng Thái giống như là Sawadika. Nón giác kinh súng tâm là em muốn ăn gỏi đu đủ. Clap nắm cha mắt nào nó khá là uống với trà tắc. Đó tiếng Thái. Còn tiếng Campuchia là nhâm bọc là hong tê cha. Chơi mùi nâng tay chưa đua. Đó là ăn gỏi đu đủ với lại trà tắc hay không. Cho nên mọi người thấy nặng không? Cái tiếng Campuchia rất là nặng luôn. Thì Thi nói chung là Thi cũng rất là vui. Những cái gì mà Thi biết cái Thi nói á, tại vì Thi biết thực tế. Thì Thi sợ nó quên, nhưng mà không ai chia sẻ, cho nên là tại vì không ai nói với mình là sao mình nhớ được. Dù biết nhiều thứ tiếng quá nó cũng bị khùng luôn á. Nó bị quát loạn. Nói tiếng này, đang nói tiếng này chứ. Tự nhiên hồi giật qua tiếng kia rồi nhớ chật lại mới nhớ là cái tiếng đó. Cho nên cũng vui. Thì nói chung ra thì mỗi ngày Thi nhờ có một cái là Thi đi đâu là không cần thuê hướng dẫn viên. Ví dụ mà Thi nói tiếng Thái không được thì Thi qua tiếng Anh. Tiếng Anh thì nói được chút chút, giống như gà chai này nọ đó. I love you, do you love me? Yeah, I love you so much and I love money you so much. Là tôi thương tiền anh nhiều nhiều. Were I need, need I were. Mấy do sẻn, mấy do ái là không có tiền em không có thương. Chấn động. Trời ơi. Rồi chưa order chưa? Em đi vô đâm gửi cái ra nói chuyện tiếp nha mọi người. Nè mọi người, mới vừa đem tới luôn nha mọi người. Ôi ôi, nó ngon chấn động nè. Ôi ôi, mắm đi. Ai mua mắm tôi bán mắm cho. Chàng bạn tình duyên hứa hẹn một đời. Trời ơi, mắm nó ngon gì đâu luôn, mới chân nóng hừng hực luôn nè. Mọi người nào mà ăn mắm mua về ăn với cơm ngon cực kỳ luôn. Ăn với cơm ha, ăn với dưa leo cà này nọ đó. Mà thì bán đắt dễ sợ lắm mọi người, thì bán mới có 3 ngày đó mọi người mà hết 60 hũ. Bà con nào mua nè lẹ là nhanh tay nha, lên Shopee Food tìm kiếm TT gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Ê Trương ơi, mở nào đi Trương, mở nào mắm luôn. Ai mua mắm này về ăn ha, bây giờ ha, bây giờ mà múc ra ăn cái là nó ngon cực kỳ, nó thơm. Hột vịt muối, hột vịt lạc này nọ đó. Nói chung ra Thi nhờ có một cái là tự quảng cáo ơn à, đỡ tốn tiền mướn quảng cáo. Tự bán tự quảng cáo cho nên là Thi bán đỡ có một tí. Đó, mọi người ủng hộ Thi nha. Rất là vui luôn á, gán kiếm tiền để Tết đi Thái Lan chơi. Để đi du lịch nè, Tết nay chắc Thi nghĩ là
thì phải dắt hết nhân viên thi đi chơi Thái Lan một lần, đi tắm biển Chiang Mai, Pattaya một lần cho chấn động ở đất nước Thái. Tôi nói nó vui gì đâu á. Thi nói chung là Thi thích đi du lịch lắm. Giờ này mới có 3 giờ à, nhưng mà khách cũng đã lai rai đủ sống rồi. Thì Thi nói chung ra là tại vì Thi còn thời gian đó, Thi chia sẻ cho mọi người, thật ra Thi cũng nôn đi du lịch quá trời vậy đó. Thi không phải nôn gì, nôn được gặp trai mỗi nơi mỗi nước đó. Mỗi nước có mỗi trai khác nhau và khẩu vị khác nhau. Cho chị một phần trứng gà luôn, bán đi đóng tiền điện nè. Từ Vĩnh Long luôn. Đi bằng 4 người. Bao xe lên hả chị? Mọi người ăn trứng gà thì có thể là ví dụ ăn thiếu chua thiếu cay thêm vô nha chị. Cảm ơn tất cả anh chị em và luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi nhà Thi. Tại vì nhiều khi Thi tự quảng cáo thì tự PR cho bản thân của Thi, cho nên nó cũng đỡ tốn phí và mướn người lại thuê để quảng cáo. Cho nên bán đồ nói chung cũng giá trung bình thôi. Nói chung ra là vừa làm mệt mà vừa phục vụ mọi người nhiệt tình nữa, mà được múa hát nữa, mà nhảy nữa. Cho nên là ai cũng thích vui hay mọi người ha. Nói chung ra buồn buồn vô xả stress cho vui phải không anh? Anh có thích vui không? Về ở với em nha, sáng em đâm gỏi, tối anh đâm em. Thì bây giờ là clip nãy giờ Thi cũng đã kể nói chuyện cho mọi người nghe cũng rất là vui rồi, chấn động rồi. Thì mỗi ngày cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ quán gỏi nhà Thi. Mở cửa 12:30 cho đến 22:00 tối. Cảm ơn tất cả anh chị em Khóc Khôn Nát Kha Thúc Bí Nò Nát Kha, cảm ơn rất là nhiều. Và luôn luôn yêu mến, ủng hộ Thi nhiệt tình để cho Thi có động lực để làm việc, để phục vụ tất cả anh chị em mỗi ngày. Mọi người hãy là tải Shopee Food tìm kiếm Thi gọi đi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Hờ lên app Grab nha. Có những thực đơn và những cái món ăn ở trên đó thì mọi người có thể nhấp vô những cái món nào mà mọi người cần ăn và cần mua. Thì mọi người nhấp vô là có những shipper ship cho tất cả anh chị em. Và giá cả sản phẩm đều đã đưa ra mặt hàng để cho mọi người thấy hết nè. Mọi người thấy giá cả không? Giá cả có sẵn hết thì tất cả anh chị em cũng đã biết giá rồi tại quán nhà Thi. Gỏi thì 60, bò viên thì 50, chà tắc thì 15, chân gà thì rút xương 130, tặng ly chà tắc và không rút xương 90. Và có nhiều món ăn nữa để phục vụ tất cả anh chị em để dành được lâu ngày. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến nha, ủng hộ quán nhà Thi mỗi ngày để Thi có tiền để chuẩn bị đi du lịch. Sắp tới đây có clip mọi người để xem. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Khóc Khôn Nát Kha, hẹn gặp lại vào clip ngày mai.